Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng từ thiện, giúp đỡ người khuyết tật có năng khiếu văn nghệ, tự tin trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên trên thực tế đã xuất hiện một số hoạt động sai mục đích, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, tạo dư luận không tốt cho quần chúng nhân dân. Về vấn đề này, thành phố Hà Nội vừa ký ban hành công văn về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng do các trung tâm từ thiện, các câu lạc bộ tình thương, hội nạn nhân chất độc da cam tổ chức thuộc địa bàn địa phương quản lý. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý đúng quy định với các vi phạm.